rồi không không chấm rồi không không chấm là không đúng cái tầm á tỷ. Đúng rồi, với lại anh Giang là anh đâu có biệt tài là ngủ không chớp mắt mà. Anh hay ngủ mà để hay gì hay ngủ. Anh ơi thôi anh đi. Anh Huy ơi anh đi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Bull Gamer. Và đây là ba, chào các bạn, mình là anh chào ba ai? ba, chào các bạn, mình là Huy Gamer Fitter. Ủa, chào mọi người. Vậy trời ơi. Lâu quá rồi. Hả? À, lần đầu tiên quay lại với em, lần đầu tiên quay lại với em. Giống như là ủa người yêu cũ hay sao? À, lần thứ hai lại với lại Chris rồi. Đó, lần thứ hai anh em chưa gặp nhau rồi. Dạ. Thì ngày hôm nay em sẽ mời em reaction một buổi, tại vì buổi này rất là quan trọng. Tại sao ạ? Tại vì ở tập này đó là anh như một cái vòng. Ôi. Thật ra tôi có lý do đó. Tại tôi là yêu sách quá nên đoạn phim cắt tôi luôn. Lúc đó là có đòi tăng lương. Nhưng mà chị Thắm mới nói là nếu mà em tăng lương thì em quay nửa ngày thôi. Đó, nhưng mà có câu chuyện thầm lặng phía sau. Hôm nay reaction để cho kể mọi người nghe câu chuyện thầm lặng phía sau đó. Đúng vậy, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Rồi. Wow đó. Nhìn cái sân là hay ngứa giò rồi ha. Tỷ làm gì được đi mấy cái này. Trời ơi, sân làm ngang cái gì nữa. Dạ. Ê, xong làm nè anh. Cái này đi sáng sớm mấy giờ vậy? Cái này chắc dạ. Cũng 7 giờ hả? Dạ 7 giờ. À 7 giờ. Thì tụi em ăn no ngủ kỹ. Thì không biết bên đầu dây bên kia có được ăn no ngủ kỹ không ạ? À? Nói nào ngay thì ngày trong cái thời điểm này thì tôi đang quần quật ngoài sân bay rồi. Thấy chưa? À. Làm cho dữ vô. Nghe nói là anh nhận show riêng mọi người. Nhận show riêng. Không có show riêng. Show chung công ty. Nhưng mà show kia thì mọi người biết là show gì rồi, đó là The Masked Singer. Là bữa này là Huy quay đến 2 rưỡi sáng. Dạ. Làm TikTok ra là nhiệm vụ cho mọi người đó mà Huy. Thôi đang... em thấy anh không yêu nghề anh ơi. Không có, anh yêu nghề lắm đó. Gặp em ha. Vừa quay xong là em bút chuyến bay, thàm đi bộ để hả ra đây em quay. 3 giờ sáng em bút chuyến bay là bay xuống dưới. Bay lên trên. Nói chung tội nghiệp anh Huy lắm mọi người. Thì có gì chương trình cứ cắt ảnh. Thấy chưa? Ê, để ý không? Dạo này mẹ già rất hay bận đồ tím. Em nói mà. Có thể là đủ nếp đủ tẻ rồi. Đủ nếp đủ tẻ rồi thì cũng rẽ hướng. Sang bên cộng đồng. Đó. Giờ mấy cái fan ở mắt anh là Hiếu đó, bây giờ anh là Hiếu bị Phương ghen luôn đó. Đó, lóc đó. Luôn. Hình như là anh bị lóc đúng không? Ngày xưa là mẹ già cho anh cắt khô lắm, bây giờ từ ngày mà ôm anh xong là bị lóc cái cửa cắt khô luôn. Hiếu là anh không phải bị ghen nha. Dạ. Yeah. Hiếu là người tình. Người tình luôn hả? Người tình luôn. Là cho phép luôn, allow luôn hả? Allow. Kiểu giờ bây giờ anh đòi quá. Mà hôm bữa đặt tên con là Hiếu luôn. Đó. Trời ơi quá hết lớn chuyện rồi. Ê, mình đọc học ra cái thói đồng đặt. Nãy giờ là chịu hỏi với mọi người. Chứ anh Giang nhà chúng tôi là một người đàn ông đường hoàng. Dạ. Con ấy có tẻ, lo cho gia đình, thương con, thương vợ. Đó anh hơi... Ủa? Anh cho anh vô trước rồi quá. Anh vô trước à? Trời thấy chưa? Đúng là thiệt. Đã gãy tay gãy chân thì chớ. Thiệt đi ráng rường rường. Mà cái này phải gãy đâu em. Tạo điểm nhấn lấy tạo điểm nhấn. Em thấy là hả? Bắt trước cái bắt công thức cũ của em. Em là còn có miếng gọi là hồng hồng đỏ đỏ. Chỗ này có gì đâu. Không có gì hết trơn. Cái này chắc đeo vô rồi giả bộ vậy. Mấy đó. Người nào mà đụng vô cát mà nứt xương được. Đúng. Tự nhiên xúc cát. Xúc cái gì vậy? Kỳ cục. Đúng là diễn viên điện ảnh. Tôi luôn là tôi ngố kiến Huy không bao giờ buồn. Vâng, bây giờ xin mời anh hát lại bài đó. Tôi luôn luôn là tôi, bước kiếp mình không bao giờ buồn. Mà đưa tiếng HFC cho bất kỳ đêm về. Để sống ta hăng ngơ, nhưng các tôi luôn được cười. Bởi vì tôi, chẳng ngàn chi tiết tôi. Vì kiếp người là tôi. Không biết sao giờ anh hát bài đó rồi. Không, em nghĩ là kiểu anh tạo cảm hứng cho anh Lâm để là Lương Sư Bồ Lâm là tôi. Anh Dương Lâm Đồng Nai, hay rất răng, hay rất răng.
Trời ơi, sáng nào cho mình chạy 20 vòng sân á. Rồi, hay vậy lắm rồi, khi chạy một vòng rồi chạy nổi đâu, người quá chất không. Em nghe tiếng quỷ đây. Em ơi. Ủa? Sao anh ở đâu dưới đó vậy? Em nói anh bay lúc 3 giờ sáng, anh nghe đi từ dưới đi lên rồi đó. Đây là anh kiến chứ không có quỷ. Đây là anh kiến. Anh quỷ ơi. Anh đi. Tiểu tôi là hổ địa ở dưới mà gọi hoài vậy. Đó, hỏi cái là tiểu bộ. Ủa? Sao chỉnh cái mặt tôi đen thui vậy? Ê, em đánh lộn nền của Lâm rồi sao á? Thiệt nha. Sao cái nền này? Ê, bị tối nha. Bị tối mặt rồi. Cái này cái đường gọi là cái đường hậu dương là cái gì? Hậu dương. Cái đường hậu dân gì đó. Trời ơi. Em ơi, mà môi bị gọi là nhợt nhạt luôn. Đúng rồi. Em có chửi make up hay không? Phải chửi make up thôi. Trời ơi. Bà Thu. Bà Thu. Bà làm cho anh Tuấn nè, make up không điều phấn nè, có màu đen đen em bỏ nè. Rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao để coi mấy anh em kia. Ủa, sáng hết luôn. Quánh cho Hiếu thì sáng. Quánh cho em với anh Tuấn thì tối. Còn Lâm là đang pha quánh phấn. Này chích. Da non luôn. Da non. Đủ nước rồi. Anh đến với sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An. Không biết đây là lần đầu hay là lần thứ tối thiệt. Nền cái cổ nó bị hai màu luôn á em. Ờ sao vậy ta? Chết rồi, em ơi coi lại coi có mang đồ ăn gì cho mấy chị make up đi chứ mà thấy đặn mà không được rồi đó. Thì đó. Mà làm cho em tóc cũng gọi là cờ lơi nè. Đó, bị làm hơi hợt. Không che hố cho em tôi luôn. Ủa, em có hối đâu nè. Chỉ có chị Diệu Lâm thôi. Đó, đây mới hối. Ê, cắt tóc giống Hiếu thứ hai, giống dữ chưa? Ừ, giống ha? Giống quá, khác mỗi cái đầu. Mà nếu mà Lâm đóng da ba Hiếu được được luôn á. Thiệt chứ chứ. Nè nhìn cái khúc này là thấy không? Cái gương mặt mà khắc khổ mà quá chứ. Khắc khổ quá chứ. À Tuấn là thổ địa nha mọi người. Hình như đánh mặt anh Giang cũng vậy luôn á tỷ ơi. Anh Giang à, đó. À, cái này như phấn này để bùng chát lên sao. Mà cái đời bị nứt nha. Nứt nền nha. Nứt nền luôn. Trời ơi sao mà đen thui lùi vậy ta. Thương anh tôi quá à, thật sự. Ủa mà mới quay mới sáng sớm mà. Không mà hình như phải là anh nền em đi dây thiệt của anh Giang hay sao á. Tại cái cổ anh nè. Cái ngắn cổ anh không có nè. Dạ. Là cái phấn nó làm mờ cái cổ anh luôn. Có khi nào lấy phấn của anh Giang đi đánh vô mặt em ta. Có khả năng. Mà để cái này là cổ anh đâu ta. Bông. Bạn được tích một điểm nhiệt. Trời không biết nhúm rau nào không biết cổ anh luôn. Đi thăm ông cố nội. Dạ, đi thăm mộ cố nội. Ủa, anh Tuấn là ở Phước Tỉnh Vũng Tàu. Vũng Tàu mà. Dạ. Mà nghe nói là quê gốc của anh ở đây. Mình lợi dụng chương trình thêm một lần nữa. Muốn đi đến cái vùng đất Nghệ An mà trong cái chứng minh nhân dân của Tuấn á đề là nguyên quê. Cái này nhớ quê. Cảnh này mình quay lúc 3 giờ sáng hả? Hai anh em mình kìa. Dạ. Nhìn mặt hai anh em thông minh quá. Ánh mắt ngờ ngợt. Không có nụ cười. Cặp mỏ vô hồn. Tôi ta cứ sát ngồi đây á. Đúng rồi. Lâu lâu cái mẹ già quá tán hai anh em mình mới tỉnh. Nghệ An là vùng đất có diện tích lớn nhất cả nước. Ồ, đẹp quá vậy. Dạ. Vùng đất này được gọi là đất tiến trong lịch sử mở cõi của dân tộc ta. Thì tới một lần rồi, tới nhà là tiền tuyến, đi rồi. Có nước dạ. Là hậu phương. Vì điều kiện khắc nghiệt ở đây cũng như quá trình lịch sử gian khó đã tạo nên tính cách con người xứ Nghệ đầy nghĩa khí. Đẹp quá. Bởi vậy thấy Việt Nam mình quá nhiều cái đẹp ha. Dạ đúng rồi. Thật sự. Đặc biệt, vùng đất này cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, sinh ra rất nhiều nhân tài anh hùng lịch sử cho dân tộc ta. Nổi da gà tại đúng này nổi da gà. Suốt một quá trình dài, chúng tôi cảm nhận có một số thành viên có vẻ là có dấu hiệu không được nam nhi cho lắm. Ủa? Nam nhi. Nhưng ngày hôm nay chí khí nam nhi thì có 5 anh em mất một người. Vậy cho em hỏi cái người mất ngày hôm nay có phải là nữ nhi không ạ? Người mất hôm nay. Người mất hôm nay. Thì thấy chưa? Thấy chưa? Cái này á, cái cơ địa phía trên á không phải cho tập tạ đâu. Nghiệp nó không thoát được á. À bị bí nghiệp. Tụi trong bí nghiệp. Thứ hai là đa khoa. Đến đưa chỉnh hình. Đó. Em cũng da liễu rồi. Làm chưa? Cái tay gì mà hả ghẻ gần 2-3 tháng. Tại vì uống cái nước ở quán á. Nước cam lồ. Chứ coi vậy chứ bên trong rụt hết rồi em ơi. Rụt hết. Không còn xương. Bây giờ là em chích vô người Lâm mà lấy máu, đâu ra máu. Ra gì đấy? Ra bột. Trời ơi, bột hả? Bột protein rồi mấy cái hóa chất đồ đó.
Sao anh ghê quá vậy? Người mà em tưởng cái bao cát. Không có Ngô Kiến Huy ở đây, bạn ấy bị tắt chuyên biệt để chứng tỏ chí khí nam nhi của mình. À, là nghi ngờ đang, nhất. Gia đình đang nghi ngờ. Ý là làm vừa quay xong ở phim trường là ra sân bay liền là vừa trên vai có nhiệm vụ luôn. Ơi. Là có làm nhiệm vụ tiếp luôn để cứu anh em. Vậy? Là tỷ ra có một mình tỷ vậy đó, xong rồi cái nhìn xuống đất cũng gọi y chang vậy luôn. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ghê lắm. Em cũng muốn coi là thử thách của anh là gì nha. Đó đó đó. Đúng đây, rồi. Đây đây. Khúc đó anh kêu là thôi để về coi thì biết. Không kể. Không cho kể. Mời hai cầu thủ xuất hiện. Không, ôi ai vậy? Hãy xuất hiện đi. Xuất hiện sao cho mắc cừu nha. Cầu thủ người kia ta mắc cừu. Ôi cặp giò này. Ôi rồi. Cặp mũi này. Chiếc mũi. Ủa cặp mũi. Trời ơi. Anh Huy cánh. Các khởi động là biết không đáp anh rồi. Thiệt á. Cái này là bộ môn nhảy dây dù lượng rồi nè. Trời ơi. Hả? Anh giống như sát thủ là cầu thủ nha. Dạ đúng rồi. Nè, người ta đá banh nhưng đá banh chuyên nghiệp là thấy đi giày biết liền. Đúng, ảnh là bị đi bộ. Anh nghĩ là ảnh chắc là có hùng hạp với brand này nè. Đúng rồi. Có so brand nha. Có so brand. Trời ơi, cái bụng này thì đá bia rồi chứ banh gì đâu. Wow. Ủa? Cũng có trường hợp giống anh Giang. Tới cái tuổi nó là trả xong ơn nghĩa thế chiều. Đúng rồi, báo hiếu rồi báo nghĩa rồi thì cái báo đồ báo đớm thôi. Vậy ủa giúp anh Đức Thịnh vậy? Anh Đức Thịnh Quy Khánh. Trời ơi anh ơi. Ủa anh Đức Thịnh hả? Tiểu phẩm. Ủa đàn ông rồi đó hả? Ôi mà sao sao mặt vậy? Thôi thôi một đó. Trời ơi mới ra bỏ đi Samsung người ta rồi mà anh đi quay mà anh không dán núm. bị nhọn. Anh thấy bị kỳ phải không? Hay là do cái áo ảnh nó u lên vậy? Rồi sao sao mà ra chào khán giả để hai cái tay vậy? Thiệt anh Thịnh ơi. Ê cái này chương trình phải làm hai con quạ trong đó đó. Đúng rồi, là phải đi một cặp quạ đi theo ảnh. Đúng rồi, cả cuộc đời. Chứ mà mấy đứa nhỏ coi chú này có hai cái gì chân áo kỳ quá kỳ lắm. Sao mẹ ơi chú này sáng ăn hơi hai hộp đậu xanh rồi. Từ mấy người nói là tôi không sợ vợ là người rất sợ vợ. Anh Giang hay nói lắm nữa. Dạ đúng rồi anh Giang, trời ơi, ở nhà anh là trụ cột gia đình, anh lo đúng. Hết mọi thứ. Trụ cột hay là cái bao cát? Còn Lâm thì em ở cửa trên anh ơi. Thật là em mới là cửa trên nè. Đây để bây giờ em thử nha, em mới là cửa trên nè. Con vợ ở đâu? Thấy chưa? Mà giọng kỳ lắm. Cái này có một chút sát khí mà một chút nó không hài lòng á. Phải không? Thử ra lại nha, lại nha. Vợ yêu đâu nào? Vợ yêu ơi. Gì vậy? Đó, thấy chưa? Đó. À, vậy là cửa trên hả? Dạ dạ. Cửa trên. Tao thì biết nhắc rồi. Là tại vì bình thường mình nhắc thôi chứ vợ em kêu đứng là đứng, kêu ngồi là ngồi. Trời ơi. Anh nói những điều không tưởng vậy. Ở đây có Lâm là vợ anh robot cái gì mà kêu đứng đứng kêu ngồi ngồi. Giả Phương có công tắc thế gì? Đấy. Vợ em mà nói một tiếng là em giả lộ liền. Vợ em mà nói một tiếng là em giả lộ liền. Thì anh cũng vừa được chứng kiến một tiểu phẩm giả lộ. Tôi thấy là mọi người ở cửa trên rồi đó. Từ cửa trên đó, thật ra nó là nghĩa khác cho mọi người. Chứ phải là cửa trên là mình là người có uy quyền. Dạ. Không hết ra được ở á. Ở đây là có nè, ở đây là cửa dưới hết luôn á. Dạ, trời ơi, không ai cửa trên trơn. Trời, con Hiếu thôi. Hiếu nó ấy lắm. Là sau này nó quen anh Giang là nó cửa trên. Thì đó. Trong điện ảnh là đội vợ lên đầu đó em. Cái giao diện của em đó. Anh cho em hỏi là ngày xưa đồn là anh Thịnh là kép đẹp một thời đúng không anh? Ủa anh Thịnh hồi xưa đẹp trai lắm. Em không tin. Cái giao diện ngày hôm nay thì sao? Không tin thiệt nha, không thấy ảnh thời trẻ nha. Đúng rồi, bây giờ chương trình phải chèn hình thời trẻ đi. Bây giờ editor của tôi hãy chèn hình thời trẻ của anh Đức Thịnh đi. Nếu mà chương trình yếu nghề thì để tôi làm cho. Đúng. 2, 3. Thấy cũng vậy mà ta. Không, hồi xưa vậy là nét đẹp điện ảnh em. Điện không ngày anh? Xưa có một cái gọi là người ta có cái gì gọi là cái cách nhìn nhận cái gì vậy đẹp khác mình bây giờ. Không, ngày xưa cỡ ảnh là gọi là siêu sao đó. Vậy hả?
tại vì anh mới nhận có 50.000 băng kinh. Em chưa có tiền nên em không khen. Yeah. Em hợp dụng quá. Cái cốt vẫn còn hai cái cốt. Sao cái cốt mà nam thần điện ảnh mà đứng gãi lỗ tai rồi vô chào anh dạy gãi núm. Không vòng đời á, từ lúc lấy vợ xong anh ngã rẽ cuộc đời anh luôn á. Trời ơi, câu chuyện của anh nhắc đến là rất mắc. 50.000 đây hết rồi, hết giá trị rồi. Đỡ mắc tiếp. Lên bờ xuống ruộng với tôi nha. Tôi cho biết thế nào là lễ hội lầy lội. Ủa anh ơi, anh phải giới thiệu đàng hoàng đầy đủ chứ. Anh giới thiệu trong anh game mỗi đó, là đập. Mình hay có cái câu gáy sớm thì ăn gì? Ăn hành. Không, dạ cũng may mắn tôi cũng còn chút nhan sắc cho nên là nó không có chê bai tôi được. Trời ơi. Cảm ơn mọi người nhớ ủng hộ Huy Khánh và Đức Thịnh nha. Yeah. Anh Khánh năm nay là nhiêu ạ? À? Hình như lớn hơn lớn không? Hơn lớn hơn Giang á, anh 80-82 sao á, 82-81 gì đó. 82 tuổi. Rồi đó là gọi là bù lậu Khánh. Trời ơi. Cái này cái này. Cái đó gọi là Khánh tiên sinh. Nổi lên từ bộ phim Dốc Tình của đạo diễn Lưu Tùng Ninh. Em là coi anh Khánh là cô đi, cô dâu đại chiến. Ừ đúng rồi. Là ấn tượng. Tôi có đóng chung với Lâm phim nè. Cô dâu đại chiến. Trời ơi, bữa đó là ủa? Cô dâu đại. Bà Lâm có đóng hả? Chắc là vai tài xế. Đúng rồi. Hoặc là vai kiểu bị xô ngã mất cái mặt xuống đất á. Mất mặt. Mất mày. Ủa có không ta? Chứ vai là xấu nữ mà, một nam mà. Chẳng lẽ là một trong những... Hả? Không có. Này má cô dâu. Mà tội nghiệp Lâm lắm. Tại vì hả, Lâm mời á, là Lâm nghĩ là anh Khánh là sẽ đi. Cho nên Lâm lỡ hứa bà con cô bác ở dưới là đó. Có là, ủa, con... Trời ơi, vậy là ngày xưa đã có gọi là cái tiền án câu diêu bằng cách thân xác anh em rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mà mới là giai phụ thôi. Là đã mời những diễn viên nổi tiếng xuống để câu diêu rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chứ bây giờ hả, đâu có ngại. Bây giờ ăn cắp luôn dây chị Mỹ Tâm mà. Trời ơi. Trời ơi, mà coi đó một việc hãnh diện. Trời ơi, bé này giờ hư hết rồi em ơi. Đúng. Giới trẻ hư quá hư quá. Tưng mày... tưng. Ủa, tài khoản là cộng thêm nghiệp rồi. Ủa thứ hai đi theo chương trình này nó hèn quá hả? Thì đó đâu có nói đâu, nó đâu biết nói. Em ơi nói chuyện đi em. Nói chuyện đi. Em vô đi nói chuyện đi. Thì nãy giờ để em thấy Hiếu chưa nói nha. Dạ chưa nói. Từ nãy giờ đâu bao nhiêu phút rồi? 11 phút. 11 phút rồi. Rồi là lần đầu tiên là phim của anh đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Còn anh Khánh là chưa làm việc đúng không? Dạ đúng rồi, chưa gặp anh Khánh bây giờ. Em gặp trên phim thôi. Bữa nào đi hát chung. À, anh hát luôn hả? Hát luôn hả? Hay lắm á. Hát vô cùng nhiều. Ê kiểu của cuộc Hiếu là anh ơi, đừng nói vậy chứ. Anh hát được không? Đó, nó rất là khinh miệt. Đó, nhìn mặt khinh thấy chưa? À. Chúng ta sẽ có 4 hình nộm dùng để tập bóng. Trong đó... Trời ơi, môn sở trường của em rồi. Đáp anh. Dạ đúng. Trời ơi, vậy ai lợi em tôi nữa? Còn gì nữa? Nếu trúng... Nhưng mà được cái em không được chơi. Ủa kìa? Đó. Là chắc biết em đá giỏi quá. Đó thì không cho chơi luôn, cái ra đây cái cho khách mời đã. Vậy là cho em vô thế cái hồi nợ kia. Sao anh em mình là bị thành hình nhân thế mạng? Trời ơi, vậy là cho khách mời suốt cho mặt anh em mình đó. Trời ơi, chương trình nhân dân nữa. Lần lượt đến khi nào tập hợp đủ 4 thành viên trước thì mặc nhiên Ngô Kiến Huy sẽ thuộc về đội còn lại. Trời ơi. Mặc nhiên thôi nha. Kiểu là đồ khuyến mãi hả ta? Đồ trời thừa ơi, hải, trong thừa khi hải. Mà sale up, tôi đang vật lộn ngoài sân bay để mà trời tôi ơi. Tìm những cái manh mối cho mọi người. Trời ơi, vậy mà mọi người trong dàn cách, trong cái ekip nói là một anh mấy anh em đây thương anh lắm, đang mong anh về. Tại vì chưa thấy điểm đó luôn á. Trôi anh luôn rồi. Mà có nhắm đã tới không? Ở trời thử cái chứ. Đâu coi có bộ coi, coi có bộ coi. Thử nha. Đó. Thử nha. Đó. Thử nha. Đó. Hay. Hay. Đúng là thiệt. Vút lòng Messi là đây. Trời ơi. Cái đó được mà, Khánh đá tiền đạo đúng không ta? Đá hậu vệ. Hậu vệ hả? À, chỗ của tỷ luôn. Dạ, y chang, y chang. Hậu vệ phải hả? Dạ, hậu vệ phải. Vậy là đau á. Thấy chưa, hình nộm, hình nộm. Trời ơi, tiếng trình mùa ngại. Tiếng trình cho mùa. Để thử kìa Minh Tuấn cái. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê chúng mình quê quá. Rồi Quý Khánh ra trước nè. Anh nhắm ở đâu anh nói trước đi. Anh sẽ nhắm con quái thú màu xanh.
Ôi ôi, xém nha. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính. Ủa, bộ đá ngon vậy. Trời ơi, nãy là giả bộ thôi. Trời ơi, anh đã hay. Ghê vậy. Hay quá, cô gái tóc xù ơi, chọn đi. Rồi, anh chọn Trường Giang trước nè, lát nữa. Trời ơi, buồn ghê gì á. Chết tôi rồi. Giang, Giang, Giang. Ok, ok, ok. Giang. Trời ơi. Ủa, anh đã lọt khe luôn. Hầu về em ơi, quen khóa anh rồi. Đẹp đó, em vô em trung bình tuổi mình thấp xuống. Em vô em trung bình tuổi mình thấp xuống. Mà. Ôi. Đúng thiệt anh ơi. Ghê vậy rồi. Xuất sắc. Trời ơi. Đủ rồi phải không? Trời ơi, xin lỗi anh Thịnh nha, nó không biết đáp anh mà nó ghê vậy. Mày khỏi chơi đi. Anh lộn nguyên hình rồi. Trời ơi. Trúng được cái đầu thôi anh ơi. Cái đầu là hên, ăn hên, hên em ơi hên. Chứ gặp giò đó anh nghĩ là à, thật sự anh có đáp anh không? Chắc anh ra anh búa múa rồi gì. Búa thôi là ra cho thấy đẹp trai rồi cái nữ khán khẻ cổ vũ được thôi. Mà ngày xưa thôi giờ ra anh đâu đẹp. Thì đó. Ui nghiệp. Ê. Em không nghĩ vậy luôn á. Đứng đây áp lực lắm. Anh là anh nghỉ hưu rồi đó. Đó, nãy giờ vậy? Nãy giờ anh Thịnh anh trúng hết. Đúng rồi. Thịnh và Huy Khánh biết chương trình chúng ta có một linh vật. Thì bây giờ chúng ta chơi trò chơi truyền thống của hai con ngày một Jenny đêm. Là con này nó lai giữa con cú là con mèo ra con cú mèo. Hay ghê. Nhưng mà con này em thấy nó cũng xui lắm. Nó xui thiệt nha, con này xui hơn cả con trước. Đúng rồi, em sợ con này nha. Đó là trò chơi trứng chín, trứng sống. Oh. Để chọn ra thành viên xui xẻo giữa đập Jenny. Trứng hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái này anh Giang rất là hay nè. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhưng mà lần này là không cho cầm vô đó luôn. Đấy. À, bây giờ ai chọn thôi. Số 1? Em. Đây nè, Seven in the Thin Land nè. Seven in the Thin Land nè. Cái gì vậy? Anh đọc chú. 2, 1. Trời ơi, nát. Đau lắm anh. Nghe tiếng, nghe đọc một cái mà từ bốn cái Cà Mau nghe được. Bốn cái là nhiêu tiền biết không? 4 x 8 8 8 4 3 4. Đúng là nhỏ không học. Lớn lên làm Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, trước Lâm sau Tuấn, một cặp đôi trời xanh. 19 là 38. Nãy giờ còn nhắn cái gì? Nãy giờ còn nhân hả? 8 là 38. Cái này người ta gọi là nhỏ không học lớn thành. Kêu lên thôi. Trời là trời. Cặp đôi không học. Anh bị cái gì nhiều vậy? À đập cái đứng nhặt rồi. Trời sao? Ơi. Anh tôi nhìn trái rạ vậy. Chảy máu luôn rồi, chảy máu luôn rồi. Chảy máu luôn rồi. Trời máu kìa, chảy máu luôn. Trời ơi, anh ơi, anh đánh cái gì kỳ kỳ vậy? Kỹ thuật biểu diễn anh đâu mà anh đánh mà. Hồi xưa đi học môn đó đi nghỉ. Bây giờ em không thấy anh em ở đây mà em thấy anh Ngô Kiến Huy không vậy ta? Giờ thấy người cùng tần số là xuất qua rồi đó, rồi đó. Lấy tráng trội trứng. Nhẹ nhàng nha anh em. 2, 1, chơi. Ủa sao đập anh vậy? Trời ơi, trời ơi. Okay. Nhẹ nhàng dữ. Bây giờ em thấy mọi người đều ai cũng hơn. Lời nói gì rồi, bỏ nha. Sao em đập chí mạng vậy? Đập giờ còn đau luôn hả? Số 3 là em. Số 4 là ai? Tôi nghi quá. Số 4 là anh Thịnh á. Nè. Thảo rồi nè. Tập này giờ chắc là ông Giang thôi, ông Giang rồi. Cầu nguyện cho. Đúng không? Thì nghĩ là bữa đó thấy rồi. À, không, thấy rồi. Em sợ tỷ quên. À, thì đó. Anh Giang anh cầm là anh biết rồi đó. Đúng rồi. Anh Giang anh biết á. Thì anh Giang mà anh ăn Giang lắm. Ừ. Bắt đầu anh tráo. Chẳng là anh Giang mà anh còn chân được chân dúi nữa. Anh Giang dúi. Đỡ này của ai của ai? Bây giờ muốn ngày là ban đầu không? Giang thiệt luôn. Đó này của anh Thịnh nè. Ờ. Đúng chưa? Này là của Tuấn nè. Đúng chưa? Rồi. Anh cháo rồi. Anh làm gì? Sát đây nè. Hiếu hỗ trợ Hiếu. Vô. Em hỗ trợ em ơi. Đừng mà. Thôi nhưng mà anh làm ảnh kỳ lắm. Dạ đi. Quang ơi. Anh ảnh kỳ lắm. 2 3 Trời mặt ác quá anh Lâm. 3 Trời ơi, mắt anh kéo mày luôn rồi kìa. Trời ơi, Hiếu ơi. Trời ơi, sao rồi. Chết em rồi. Đập cho con người luôn rồi. Thiệt á. Hồi nãy nói gì ta? Tôi sẽ vô đây để điều trị, trừng trị cái mấy đứa nhỏ này. Đúng là cái xấu.
Thì ăn gì? Ăn hành. Cái trứng gọi là chào sân thôi. Đúng rồi. Sau này tụi tôi còn đập cái khác nữa. Bên đây ai chào Hiếu? Dạ. Ném banh nhưng không được chớp mắt. À, tức là phải có cái kính ở phía trước. Dạ. Ồ. 3, 2, 1 lên đi. Làm chuẩn bị. Em định chơi tôi hay gì? Mà em chơi không chính xác. Em ném banh vào banh. Rồi, nó chớp không? Chân mắt lên. Đúng rồi. Thật ra, tỷ thì tỷ chớp không? Chớp chứ. Theo phản xạ mình sẽ chớp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc chắn phải chớp. Chớp. Chớp rồi, chớp. Chớp, chớp, chớp. Tỷ chắc chắn làm sao không chớp? Tại sao tỷ? Tiêm mũi tóc nhiều quá. Ngủ còn mở mắt mà. Tuyệt cơ á. Kiểu là mũi tóc nó căng nghe luôn. Tôi nhắc diễn ra trên nè. Đó. Tới em đi. Anh Tuấn chắc cũng là ngon, anh Tuấn cũng được á, nó diễn viên là được á. Đó. Trời ơi. Thần sắc diễn viên liền đó. Ha. Kẻ ứng danh. Ê, anh không được, anh chớp, anh còn né. Trời ơi. Chớp có 7 lần chứ nhiêu tiền. Cả lên lên. Cả lên lên. Em có thủ anh Thịnh sao vậy? Anh không mềm đóng hiên à, đó. Đó thì sau đây cũng nhắc nhẹ. Gặp anh là ném đá luôn rồi. Chứ phải anh ném bơm. Một bắt đầu. Hay vậy? À ở dưới, ở dưới. Đúng rồi. À, không không ngay tầm mắt. Đúng rồi, không ngay mắt. Anh chưa sợ. Ôi con nít nó còn chơi được cái này nữa. Đó đó đó, gái bét liền. Thua bây giờ đã giờ là. À. Vậy bình thường ảnh ở nhà là nói dối không chứ bắt. Trời ơi chị Thúy ơi. Chị Thúy ơi. Nhân dịp này nên là khui ra một cái khả năng của anh Thịnh nữa. Đúng rồi. Vậy thì phải coi lại sau này là anh phải chớp cái khác đó, phải nhắm mắt không? Chị. 1 2 3. Ủa? Tị nhớ lúc tập trước á, ném mình ném cái banh kia thì ghê lắm. Ờ. Tới gặp khách mời cần ném thì vậy đó. Đúng là trong nhà là hổ, trong nhà là hổ dữ, ra ngoài là hổ giấy, là đây là chung đâu hết trơn rồi. Thiệt á chứ. Không. Đặc điểm chung là những ai đẹp trai ảnh đều bị vậy hết. Trời. Còn đâu nữa. Chị Phương ơi, chị chắc chắn là đang xem cái reaction này rồi. Tại vì thực sự em không muốn nói cho Phương, Huy không muốn nói này là Phương. Nhưng mà thực sự là Đại Hiếu chắc là còn trẻ quá nên nó cũng có từ chỗ khéo. Đúng. Còn anh Huy Khánh thì cũng sim sim. Đúng. Anh Huy Khánh thì giờ kiểu không còn nhiều sự lựa chọn. Đúng rồi. Anh Giang mà ấy cái là anh chịu luôn. Đúng, công tắc bật rồi. Trời ơi, chết mất luôn kìa. Chết mất dơ nữa. Cái này nó nặng hơn. Vậy từ đầu không chọi đó đi. Đó. Đó. Ủa? Chọi em à bằng ơi. Thấy chưa? Tôi nói là tin tôi. Ngày nào anh mặt tây quá hồn nhiên tôi bắt gặp. 2, 1. Đừng phải ghê quá. Đừng phải ghê quá. Để nó lâu xíu mỏi em rồi. Để nó lâu xíu mỏi lắm. Cái banh nhẹ đúng không hay là sao? Dạ nhẹ, dạ nhẹ. Không trúng luôn. Trời ơi. Cái này mạnh lắm. Em vô hả? Em vô. Tị nghĩ là chớp không? Chớp. Ủa? Em hỏi vậy nữa chớp rồi. Mày mạnh em chớp không? Cái cầu thủ là khi hết banh vô mặt sẽ chớp liền. Anh sao kỳ vậy?
Trời ơi em ơi. Chớp. Chớp là theo phản xạ tự nhiên luôn á. Nhiều khi em chớp mà em không biết luôn. Ờ mình không chớp thẳng mà mình kiểu hơi giật là mình tính chớp rồi. Dạ. Trời ơi. Đúng thiệt, đúng rồi, có Lâm mới làm trò này thôi, bu tóc là hiệu nghiệm. Em nhử thôi. Trời. Sao không chấp? Không đúng cái tầm á tỷ. Đúng rồi, với lại anh Giang là anh đâu có biệt tài là ngủ không chớp mắt mà. Anh hay ngủ mà để hay hay. Anh ơi. Thôi anh đi. Ông Giang, anh Giang thiếu ngủ thiệt nha. Đây mắt á. Đúng rồi. Đúng rồi. Lò làm đất quá mà. Là hiện giờ ở đây bọn em có giấu 4 món đồ của chương trình. À. Em sẽ đưa cho anh một cái phong thư. À. Trong đó có những cái lời gợi ý cho địa điểm giấu 4. Tôi thấy biên tập ấp ấm út. Biên tập này là biên tập gọi là mới vô nghề. Mới được tuyển vô. Mới vô nghề thôi. Mà nó nói giấu ở đây, tỷ nghe thôi mình nó là ủa chắc là giấu ở đây tầm thu nhiên này khoảng tầm 150 mét vuông thôi. Dạ. 2 hectare. 2 hectare mà đi giấu. Mà phải như một cái đồ vật nó bự bằng cái xe bồn hay là gì đó, đồ vật nó nhỏ cỡ chắc là đó, được găng gửi tay vậy đó mà giấu. Trời ơi. Mà mấy món tỷ? 4 món. 4 món. Kiếm cho thời gian quy định. 4 là tứ là tử. Ôi. Đừng, đừng đưa. Tí vào con đường gọi là mờ mờ ảo được. Em mà bỏ vào một. Trời ơi, đồi thông hai mỏ. Ủa, đồi thông eo gió. Eo gió, eo gió, eo gió. Mà này cũng ghê nha, đây cũng vắng vắng lắm, cái ghê. Dạ. Sẽ lúc nào anh cũng phải mang theo người. Ủa là tìm mấy món đồ này để cứu mấy người anh em tôi à? Đó. Là bên đây là rip cho tỷ là phải đi cứu anh em đã bị gọi là nhiệm vụ tra khảo ghê lắm. Là phải tìm những món đồ sau đây. Đó. Chữ ai xấu rồi tỷ? Của biên tập mới vô đó. Đó. Tập sao thấy rồi nữa. Vậy đây là di chúc. Trong không gian chật hẹp của những tấm gỗ, ta vươn mình hướng lên bầu trời. Đó là cái gì? Cái gì vậy trời? Đó chính là cái lò thiêu. Đó. Những không gian chật hẹp những tấm gỗ đó. Những tấm gỗ bốn hướng đó. Hướng lên bầu trời. Lò thiêu sáng. Không tỉnh. Ghê rợn. Lạnh lẽo đó. Và tâm tối. Ta chờ đợi ngày phá kén chua ra. Đầu là thai đó tầm. Không gì qua được mắt ta. Bàn tay ta nắm giữ tất cả. Lững lơ vô định. Một khi rơi xuống sợ rằng ta sẽ không ngôi lên được. Tại vì thấy chưa, thấy tâm linh chưa? Trời ơi. Là bốn góc giờ gỗ rồi mắt hướng lên trời là nằm ngửa rồi nó sao lững lơ vô định đó. Ta không về được. Trời ơi. Hỏi đúng người rồi. Hai thần thông là đây. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, hãy cho tôi hỏi. Tại cũng có cái bài làm đó, bài hát thần thông đó. Tuy anh không nói được nhưng mà tôi hãy cảm nhận trong mắt của anh có sự hy vọng. Nào đi hướng mắt của anh thôi. Sáng nắng. Dấu hiệu sáng nắng. Đúng là cứng ngày. Một mình cũng quăng tiền phạm được. Là cái đây nè. À. Kinh nghiệm, tôi là một người chơi nhiều game show thực tế rồi. Thì nơi đâu có GoPro. Hợp lý không? Đúng. Trời, nó không nghĩ ra. Có công thức của tỷ đó. Ngày xưa là có cái tập mà có mấy anh nước ngoài đó. Đó. Đó là tỷ cũng kiếm ra được. Như hạch luôn đó. Đơn giản thôi. Đây món quà. Cái gì vậy? Nặng lắm luôn á. Ê nặng nha. Là cái cuối tập là mang cho anh em đó. Dạ dạ đúng rồi. Đó đó. Bà công. Mà phải hốt 4 cục này rồi, đúng đi rồi. Vòng vòng nữa. Không được rồi khỏi nó. 2 hecta. 2 hecta. Nãy giờ 3 tiếng mấy rồi chưa tìm ra. Thật ra tỷ ơi, bốn cái bảo bối đó chính là bốn cái cốt của biên tập. Chibidi tha. Trời ơi. Ủa em nói biên tập thôi mà tỷ kêu là BD luôn.
Đẩy qua BD luôn. Hèn chi không có chị Thắm ở đây. Thôi để tiếp tục chương trình reaction này thì xin tỷ hãy thắp cho chị Thắm một nén nhang. Ôi, đây là nơi chị Thắm cư ngụ. Am bà Thắm. Ê, đứa này sợ nha. Cụ quá. Dạ. Đó, 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 mấy gỗ này một hết trơn rồi. Ôi. Đứt dây rồi nè. Ôi. Mình chỉ còn một món thôi. Hay là bây giờ mình... Hay là bây giờ mình... Mệt em. Nó bự lắm, đi hoài không hết được. Trời, nhưng mà em nói thiệt. Đúng là ăn được, ngủ được là tiền. Đó chính là chị Bắp. Như cái công tắc. Dù ăn thì ăn rất là nhiều, rất là khỏe. Sau đó là hả, ngủ là... Biên tập nó là bây giờ nè, anh còn đến một nơi lận nhưng mà nó xa lắm. Hay là bây giờ có một ở đây có một cái nhóm du lịch, họ cũng đang có phòng trống, họ trả phòng á. Anh có muốn vô đó đợi mọi người không? Ở đâu ok vậy, khoảng tầm anh vô chỗng đợi mọi người, khi nào mọi người xong thì gọi anh dậy. Thì đó. Đợi 6 tiếng một. Cũng được, một giấc. Chắc nên ngủ tại vì tối hôm qua là anh quay tới 2 giờ sáng à. Đủ chứ, mà sáng xách mấy cái cục đó nặng bà cố thiếm. Mơ luôn đó, ác mộng luôn đó. Nếu thì hai, còn em là? Em là Thùy Lâm. Ôi hoa Thùy Lâm. Thùy Lâm. Còn em? Chích là vừa mới sân bay tới luôn, là vụ luôn á, chưa làm tóc gì luôn á. Anh có con rồi. Ương Giang. Đâu? Wow. Tuyết Thịnh. Trời ơi, Ngọc Khánh. Mỹ Khánh. Thử thách mà bạn được một phần thưởng là một vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mời anh hãy về đi. Lúc mà tỷ bước ra em thấy mặt tỷ xanh chành luôn. Chưa có makeup bao giờ từ sân bay bắt vô làm vụ luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Này em thấy em thuộc rồi, đội nào? Ai sẽ là người chọn em? Đó, trắng nhợt. Nghĩ là nếu mà về sự yêu thương ở đây, có anh vào em sẽ chọn em đúng không? Đúng vậy. Trời ơi. Thì tỷ cũng coi rồi đó là... Né. Né tôi. Được. Né sao mà bị chọn thôi. Mà vô đây nói gì đó. Về xù xì đi, ai thắng được chọn. Rồi. Một, hai, em lấy gì? Ủa là ví dụ. Ai thắng được chọn. Em chọn được ai, muốn đảo vai luôn. À vậy đó hả? Em là cái kéo. Ok. Anh Giang có chuyện này nha. Đúng rồi. Tới giờ em không giải thích được nha. Không, anh nói vậy thôi chứ anh nó cũng hên xui vậy. Cũng thua kìa. Thấy chưa? Trời ơi. Chiêu này hết sai được rồi. Thấy chưa? Quy đi, Quy thương em lắm. Đúng rồi, anh Quy nương nha. Mặt thương dữ ha. Sao mùa này, sao anh em mình bị hơn thua? Do mẹ già đầu hơn thua đó. Đúng rồi. Cũng một tay mẹ dạy tụi con. Ô lên, sao đi đánh mạnh vô. Tôi sẽ giết em. Tôi sẽ giết em. Trời ơi, anh giết cái gì? Tôi sẽ giết em. Em ơi. Em đừng làm vậy. Đừng em ơi. Lòng không mà. Chạy đi. Em ơi. Em ơi. Trời ơi. Một cái nhấn đầu chí mạng. Tôi bị ngu một năm. Thật sự. Chỉ khu của tôi đã theo những nào đó trôi đi rồi. Trời ơi. Hùng luôn rồi, khóa môi rồi. Khóa môi. Trời ơi. Không mở được luôn kìa. Em ơi. Ây da. Thôi ơi, không có chống cái tay đó được. Em ơi. Tôi chơi bập bên. Rồi, đó. Chân rồi Quy ơi. Quy ơi, chân này nè Quy. Chân này nè Quy ơi. Chân rồi, chân rồi. Chụp đi. Trời ơi, mở ra muốn ngộ độc khí luôn á. Không chống cự được. Quy ơi, cảm giác tôi đang bị đẻ. Sao em yoga tôi luôn vậy? Anh nhé, trời. Ông nhẹ đâu vậy ta? Trời ơi, anh dễ vào cái đôi tay gậy của anh chứ. Đừng dạy vô. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ tấn nằm em vô Huy coi luôn đi. Anh ơi, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
hay là chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất, là cái chỗ tay gãi đó, là cái chỗ tay gãi đó. Là cái chỗ tay gãi đó. Tôi mắc cười, ban tổ chức nói là dùng cái từ ghép là hai từ ghép lại để cho ra một cái tính cách nào đó của đàn ông. Tự nhiên gân cốt. Bây giờ mới hiểu nè, là hai tính từ của đàn ông. Gân cốt. Cốt là hài cốt. À, cốt. Bây giờ là cốt là cái gì ta? Gân gân gì mà tính từ của đàn ông ta? Gân gai góc. Gân ừ, gân guốc hoặc là gân bự. Tự nhiên gân cốt. Gân cốt. Khi hết gân rồi thì còn cốt. Hay ảnh là như vậy. Đúng rồi. Gân là phải là chơi hết gân. Chơi hết gân. Thôi chung chắc gân đó. Chơi hết gân là còn cốt không? Chơi hết gân là còn cốt không? Hiểu ơi. Chị nói đi. Chị bên phe nào? Cô gái thù. Em phải đứng vô đây anh mới giật lực chứ. Anh thành chắc lượng tiên chơi này đó. Đúng rồi, tiên chơi đó. Anh chưa biết được cái sức mạnh của thủy quái rồi. Đúng rồi. Thật sự. Anh chọn thủy quái là. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Em nói thiệt. Em nhìn em thốn cái dây. Anh thấy đó. Anh Thịnh cũng phải 70 kg á. Mà anh giật vậy. Ừ. Em thì chắc văng ra ngoài kia. Trời ơi, nhìn mặt ảnh kìa. Trời ơi. Tụi mày nhớ con lắm luôn á. Người ta gọi là giật như con đẻ ra đây rồi. Rồi, xong rồi. Em ơi, biết bao giờ mình trở đi người đi sẵn. Nước miếng gì. Trời ơi. Mọi người ơi, đây là những cái thước phim chúng tôi không có được công bố trên mạng xã hội đâu. Có mời phim không? Có mời phim không? Không. Chịu tôi đi. Dù có chết, anh không muốn hại điện ảnh. Trời ơi, em ơi, chỉ là cái anh cảnh vừa rồi. Ủa? Thành cameraman. Tiểu thôi, Thành ơi. Qua dai luôn hả? Qua dai luôn hả? Tôi sẽ phép hỉ một giọt mũi vô người anh. Có ra không Tý? Có. Trời ơi. Sao mà hay vậy? Thì đó, tiểu bỏ chạy này nó ra thì một cục bự lắm. Điện đảo đi. Em ơi. Đó. Đáng lẽ vị trí này của Hiếu. Trời ơi, anh Đức Thịnh đã cứu em rồi. Đến khai. Anh khai. Anh đang mệt rồi. Rách quần. Rách quần lắm. Rách quần. Trời ơi. Anh để ở đâu? Trời ơi. Anh để ở đâu lại? Trời ơi. Lấy bao nhiêu tiền lương mà nhục nhã. Nào mời tha chương trình này vậy. Muốn đọc không? Cho coi rồi đọc đi. Anh để ở đâu? Nữa. Rồi đọc đi. Đọc đi. Cái gì vậy? Khí. Phải luôn. Phải luôn. Cà bay phải luôn chứ. Khí trị khí. Phải giết ngược nữa. Câu này là câu đinh của anh Thịnh á. Đưa thằng nào mà tao nhìn này vậy. Nhưng mà lúc ký anh không ký vào cái giấy báo tử của chúng tôi. Tưởng cái đó là cái hợp đồng. Không. Chúng tôi chơi đến chết. Đó. Đội của anh khiêng người về đi. Gia đình vợ con thấy cảnh này. Đi chơi game show mà. Khi đi thì một mình đi. Khi về 3-4 người khiêng. Đây nè. Chiếc xe tan từ đó. Lần qua đua. Lúc đầu anh gáy ghê lắm. Thì đó. Đó. Tôi sẽ chừng trị tụ này. Để tôi coi. À, mẹ già. Già con cá. Ủa ai vậy? Nhảy đi rớt nữa bây giờ. À. Không nhảy đi tao thương em đó. Rồi vô. Chụp tay này phải đúng không? Bây giờ coi khỏe lắm nha. Đó. Thấy cái chuyện rớt. Đó. Trời ơi. Dai đúng không? Bị dai này rồi. Đang bị dai. Đúng rồi. Vậy mẹ già chứ em chí mạng vậy. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Wow. Thấy không? Rồi lên luôn. Đúng rồi. Tôi không chơi được tay chân thì tôi chơi bằng răng. Đây gọi là tuyệt kỹ trong giới võ lâm, thức gì từ đâu cẩu sực xíu quách.
Nam nhân đúng rồi, rồi. Mạng giới lại. Em cắt, em cắn cách cách quần mẹ. Đầu cả đầu em. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vững chãi. Vậy mà đó là thương đàn em. Ồ. Bạn nghe nhau nha. Hôn môi, hôn môi, hiểu chưa? Vậy thì em hãy truyền cái môi em vô môi của tôi đi. Đúng rồi. Xiếm qua đi. Đệ nhất mỹ môi, Hồ Biên. Đụng luôn, trời ơi. Ghê chưa? Lê Dương Bảo Long nhập rồi, ấy được. Lê Dương Bảo Long à. Em rất là yếu đuối. Nghe nào mày ghim đó. Đúng rồi, Bảo Lâm đó. Nét của Bảo Lâm. Đúng rồi, mắt trợn trợn lên. Đẹp luôn lắm. Trời ơi. Đúng rồi. Còn nét của Bảo Lâm. Cái này là nét biến thái nha. Cái này nét là Tuấn. Đúng rồi. Nét là Tuấn. Thì nó nhập vô anh đó. Lê Dương Lâm, hợp sức. Lâm ơi. Cùng nó xây gỗ. Cùng nó. Cái này có phải là cái chủ đề là khí chất nam nhi không vậy? Nam nhi hôn hít. Cái này phải là tập nam nhi hôn hít. Hôn anh đi, hôn đi. Em sẽ trả lại. Trời ơi. Trời ơi. Thì ra nam nhi. Có khi là cái này chị BD muốn tụi mình làm như vậy đó. Thật sự. Trời ơi. Mạnh quá. Chữ gì đọc phụ? Trời ơi, trong cự. Không, không được làm được anh ơi. Không phụ được anh ơi. Đất thiêu không làm bậy được anh ơi. Đúng. Đúng rồi, đúng. Nãy rồi. Giờ là tụi mình chưa bậy chữ chưa? Đúng. Trời ơi, rách luôn cái chân kìa. Dạ đúng rồi. Rồi. Cứng ngắc hả? Cứng ngắc. Cứng ngắc. Rồi, chính xác. Cứng ngắc là một tính từ đàn ông. Cứng rắn chứ. Thì đó, mấy đàn ông hôn nhau hồi cứng ngắc. Còn có tôi đây. Chữ xéo. Ký tự gì vậy? Mời đọc. Nghiêm chỉnh. Khinh xuất nhu nhược. Sai. Khiêm nhường. Khiêm nhường đúng rồi. Đúng rồi. Giết còn còn nhau nữa trời ơi. Chấm giải ô chữ. À, cảm ơn Tỷ Bắp đã đến với em ngày hôm nay. Dạ, hôm nay cười mệt quá. Hôm nay là chúng tôi đến một cái buổi reaction khí chất hung nhau. Nam nhi hung hung lợi. Chứ không thấy cái mấy ông nào trơn trời. Đúng, mà hồi cứ ngắt. Dạ, hy vọng là sẽ mời được Tỷ Bắp những mùa sau nữa. Trời ơi, Tỷ kế bên nhà mà. Ồ, đúng rồi. Dạ này đi show nhiều đâu, mời qua thôi à. Ồ, sao em vui vậy? À, không có, em cũng vậy. Đâu đi show gì đâu, làm reaction. Hẹn một ngày chúng tôi, không những là hai anh em chúng tôi mà còn là sáu anh em chúng tôi sẽ cùng nhau reaction một tập nữa. Yes. Và bây giờ thì xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nhé. Bye bye mọi người, mình là Huy Ba. Toàn là cái gì đấy nha. Bye bye.